Sau Nhã Phương Thúy Ngọc, nhiều khán giả cho rằng Mai Phương Thúy và Minh Triệu là hai nữ khách mời tiếp theo của Hai Ngày Một Đêm. Bởi vì mới đây trên TikTok, một người qua đường đã vô tình bắt gặp cảnh dàn cast đang ngồi trò chuyện cùng nhau khi đang ghi hình Hai Ngày Một Đêm. Đáng chú ý, trong đoạn video còn có sự xuất hiện của hai nhân vật nữ được cho là khách mời tiếp theo của chương trình. Qua đoạn video, nhiều khán giả đã khẳng định một trong hai cô gái này chính là Mai Phương Thúy. Còn danh tính của khách mời còn lại vẫn là một ẩn số thú vị vì do video quay từ xa, chất lượng hình ảnh không được tốt lắm. Trong khi nhiều ý kiến cho rằng đây là Minh Triệu thì có một số người lại cân nhắc với cái tên Võ Hoàng Yến như là: phải Võ Hoàng Yến không vậy mọi người, hay là Minh Triệu ta? Ui Minh Triệu kìa, có kỳ duyên nữa thì quá là ok luôn nhỉ. Mai Phương Thúy kìa trời ơi, mà người còn lại là Minh Triệu phải không mọi người? Ai giống Minh Triệu với Mai Phương Thúy quá. Nếu chị kia là Võ Hoàng Yến thì quá mong đợi lắm luôn nha. Bà Yến lầy lội thôi rồi, vân vân. Tuy nhiên, bên cạnh một số người tò mò, tập trung dự đoán khách mời thì cũng có nhiều khán giả đã lên án hành động spoil nội dung của người đăng clip vì không tôn trọng công sức của cả ekip. Điều này sẽ khiến cho nhiều khán giả bị mất cảm hứng khi xem chương trình. Hai Ngày Một Đêm là một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất hiện nay. Xuyên suốt các tập đã lên sóng, chương trình luôn lọt vào top YouTube trending với thứ hạng cao cùng lượt view khủng. Không những vậy, Hai Ngày Một Đêm cũng là chủ đề được netizen bàn tán sôi nổi trên mạng xã hội. Từ những khoảnh khắc trong chương trình đến những câu chuyện bên lề, tất cả đều được khai thác triệt để.